gel drat đi. Ok, tôi làm quả gel drat nhá. Quả này mà lờ ác nữa là tôi nghỉ này. Đâu nhở? Click this level nha. 999 004 01. Ok. Gieo đồ đát đi. Thì gieo đồ đát đi. Được rồi. 999 004 01. Có không? Update. Ui, người ta fix lại à? Mới update về à? Ok đấy. Tôi sẽ ăn thử một bản nha. Chơi gì đấy? Đây, nhìn tôi chơi này. Nếu tôi mà bây giờ mà tôi quay trở lại với cái game chat này, tôi làm mà tôi phá đảo ngay là tôi làm clip này xin ra. Qua bài ca cũng không đi rồi, chứ không ở đây nữa. Nuốt chửng ca cũng không đi rồi. Ôi giời ơi. Quyết định của nhân tôi sẽ hết pin rồi, tôi nghỉ nhá. Đó. Ôi giời ơi. Đó. Mỗi lần tôi chơi con game này tôi kiểu như thế đấy. Tôi vô tình nhặt thấy được cái Lego này thì tôi quất thôi. Ờ, ông DKG mà đang xem cái video này thì tôi thì ông đã được có người chơi nha. Ôi, ấn nhầm. Đó, tôi có bị ấn hai lần vậy. Một phát, tôi chỉ ấn một lần thôi mà nó nhảy hai lần luôn. Phải kiểu nó bồi răm truyền thống nha. Đây là kiểu nó bồi răm kiểu nó nhìn này tí một đấy. Tôi ghét nhất là khi mà tôi ấn cái này nó nhảy thêm một lần nữa. Tôi chẳng thấy nó nhảy thêm một lần nữa cả. Ôi giời ơi. 1, 2, 3. Chết. Không được, không được. Ừ, voi đinh nhảy đôi. Cơ thủ nó có đinh nhảy đôi thôi. Chứ ra tôi có thể ấn một lần cũng được mà. Ok, tôi một bản này. Tập stream là tôi nghỉ nhá. I don't like tập stream. Thế nên là không ấy nhá. Winner! Yes!
Ok, like nhá. Like này. Hát. Cực kỳ là hát luôn. Nhưng mà tôi đã phá đảo rồi nha. Hẹn các anh vào kênh gameplay nha. Vui thật sự luôn đấy. Vui vì được lần đầu tiên có level đầu tiên được quay và được phá đảo.